Chào mừng quý vị đã đến với bản tin tối ngày 5 tháng 5 trên kênh truyền hình FBC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển đến vị những thông tin chính như sau. Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số PMI Đông Nam Á 3 tháng liên tiếp. Bộ xây dựng cho phép xây dựng căn hộ diện tích 25 m2. Thực vị báo cáo mới nhất của Nikkei cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam trong tháng 4 2017 đạt 54,1 điểm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong 3 tháng liên tiếp. Theo báo cáo của Nikkei, tuy chỉ số PMI tháng 4 2017 của Việt Nam giảm nhẹ so với cùng kỳ tháng 3, song kết quả này vẫn giúp Việt Nam bảo toàn ngôi vị dẫn đầu trong số các nước khu vực Đông Nam Á, vượt qua hàng loạt các quốc gia láng giềng như Philippines, Myanmar, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Một điểm đáng chú ý là trong tháng 4, ngành sản xuất của Việt Nam đã đón nhận một số lượng lớn đơn đặt hàng mới từ nước ngoài. Tốc độ tăng đơn hàng được ghi nhận là mức kỷ lục trong lịch sử khảo sát. Số lượng đơn đặt hàng mới tháng vừa qua cũng tiếp tục tăng mạnh, hỗ trợ cho tăng trưởng sản lượng, việc làm và hoạt động mua hàng trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Ngoài ra, có một số dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đã giảm, với chi phí đầu vào và giá cả đầu ra tăng với tốc độ chậm nhất trong 6 tháng qua. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 2017, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Tình hình kinh tế xã hội nước ta trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, trong đó tín dụng tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua đạt mức 4,86%. Thông tin từ văn phòng chính phủ cho hay 4 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 không tăng, mặc dù đã điều chỉnh giá dịch vụ y tế bước 2 tại 14 tỉnh, thành phố. Tăng trưởng các ngành kinh tế tiếp tục phục hồi, nhất là sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 7,4%, cao hơn 4,2% của quý 1 tín dụng tăng cao nhất trong 6 năm gần đây, đạt 4,86%, cùng kỳ chỉ 3%. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm đạt mức cao với gần 40.000 doanh nghiệp, tăng ký mới, tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung là 825.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng vừa có công văn trả lời một doanh nghiệp địa ốc liên quan đến căn hộ diện tích 25 m2, trong đó bộ cho biết đang chuẩn bị ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Trong thời gian chờ ban hành đối với căn hộ chung cư thương mại thì có thể áp dụng tạm thời tiêu chuẩn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25 mét vuông. Công văn của cục quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng nêu rõ, Bộ Xây dựng cũng cho biết đang chuẩn bị ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Trong thời gian chờ ban hành, đối với căn hộ chung cư thương mại thì có thể áp dụng tạm thời tiêu chuẩn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25 mét vuông, tương đương quy định hiện hành về diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư nhà ở xã hội. Bộ cũng nhấn mạnh căn hộ thương mại dưới 25 mét vuông phải đảm bảo thiết kế xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín. Loại nhà ở này nhằm phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, độc thân, hộ gia đình trẻ có 2 đến 3 thành viên tại các đô thị lớn, các khu vực phát triển công nghiệp. Liên quan đến căn hộ diện tích 25 m2, trước đó hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Horea cũng đã có kiến nghị về một số cơ chế chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà thương mại giá rẻ, trong đó có kiến nghị cho doanh nghiệp thí điểm đầu tư xây dựng căn hộ, nhà trọ, phòng trọ cho thuê với diện tích dưới 25 m2. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đã bác đề xuất này với lý do là không phù hợp với quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị về việc tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung ương địa phương tập trung giải pháp thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin truyền thông, phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn an ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số đồng thời tích cực thực hiện các nội dung của Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng đơn giản, hiện đại hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung cho lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ, thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới. Theo chính phủ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin đang tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội. Chương mục mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số 300.000 tấn. Đây là lượng thịt heo đủ tiêu chuẩn chờ xuất chuồng còn tồn trong người dân tính đến thời điểm hiện tại, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bằng nhiều giải pháp giải cứu, mấy ngày qua giá thịt heo hơi đã tăng bình quân 5.000 đồng một cân so với thời điểm thấp nhất. Giá thịt bán tại các siêu thị cũng đã giảm so với cách đây 10 ngày. Tuy nhiên hiện vẫn còn 300.000 đến 400.000 tấn thịt heo đủ tiêu chuẩn chờ xuất chuồng. Đại diện Bộ cho biết sẽ cố gắng tìm giải pháp cân bằng cung cầu trong 2 đến 3 tháng nữa. Lý giải lo ngại thịt nhập khẩu ảnh hưởng đến giá thịt heo trong nước. Bộ cho rằng lượng thịt nhập khẩu không đáng kể. Giá thịt heo trong nước rất mạnh chủ yếu do không xuất được sang thị trường Trung Quốc. Thịt heo Việt Nam hiện chủ yếu xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc do không có hiệp định thú y, kiểm dịch với các thị trường khác. Năm 2016, 600.000 tấn thịt heo đã được xuất tiểu ngạch qua Trung Quốc. Nhưng từ đầu năm đến nay thì thị trường này kiểm soát khắt khe chất lượng, khiến việc xuất khẩu khó khăn hơn. Về giải pháp lâu dài để tránh tái diễn tình trạng giải cứu thịt heo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ ra soát lại quy mô chăn nuôi để có cơ cấu hợp lý, tổ chức sản xuất theo liên kết chuỗi và đề xuất chính phủ hỗ trợ chuỗi, mở rộng thị trường xuất khẩu ngoài Trung Quốc. Và trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran thống nhất tạo vùng an toàn ở Syria. Đạo luật chăm sóc sức khỏe mới được Hạ viện thông qua Tổng thống Donald Trump thắng lớn.